Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Tại đó, có một người gian tà tên là Sê-ba, con trai của Biết-ri người Benjamin. Người thổi kèn lên và nói rằng: chúng ta chẳng có phần nào cùng David, cũng chẳng can thiệp gì nơi con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình. Hết thảy dân Israel bèn phân rẽ David theo Sê-ba, con trai Biết-ri. Nhưng người Giu-đa vẫn trung tín cùng vua mình, theo người từ Giô-đanh cho đến Giê-ru-sa-lem. Khi David trở về cung mình tại Giê-ru-sa-lem rồi, thì bắt 10 người cung phi vua đã để cho coi giữ đền mà cầm trong một nhà riêng, cấp lương thực cho chúng nó dùng, nhưng không đi đến cùng chúng nó. Chúng nó bị giam cầm ở quá cho đến ngày chết. Kế đó, vua nói cùng Amasa rằng: trong 3 ngày đây, hãy nhóm hiệp cho ta những người Giu-đa, và chính ngươi cũng phải có mặt đây. Vậy Amasa đi đặng nhóm hiệp người Giu-đa, nhưng người chậm trễ quá hạn đã định. David bèn nói với Abishai rằng: bây giờ Sê-ba, con trai Biết-ri, sẽ làm hại chúng ta hơn Áp-sa-lôm. Vậy ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Sê-ba, kẻo nó choáng lấy thành nào kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng? Bây giờ đạo binh Giô-áp, người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít với các kẻ dõng sĩ hơn hết đều đi theo Abishai. Họ đi ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem đuổi theo Sê-ba, con trai Biết-ri. Khi chúng đến gần bên hòn đá lớn của Ga-ba-ôn thì thấy Amasa đi đến. Giô-áp mặc áo lính, ở ngoài có dây đeo gươm mình, thòng ở nơi hông và đuốc trong vỏ. Khi người xông tới, gươm bèn tuột ra. Giô-áp nói với Amasa rằng: hỡi anh mạnh chăng? Rồi người lấy bàn tay hữu nắm râu Amasa đặng hôn người. Amasa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Giô-áp. Giô-áp đâm một mũi trong bụng, ruột Amasa đổ ra xuống đất, người chết không phải đâm lại lần thứ nhì. Đoạn Giô-áp và Abishai em người lại đuổi theo Sê-ba, con trai Biết-ri. Một đứa trẻ trong bọn đầy tớ của Giô-áp đứng gần Amasa mà nói rằng: ai thương Giô-áp và thuộc về David, hãy theo Giô-áp. Song Amasa đẫm trong máu ở giữa đường. Khi đứa trẻ thấy hết thảy dân chúng đều dừng lại gần thay Amasa, thì xít thay người khỏi đường, đem đi trong một cánh đồng, đắp một cái áo choàng trên nó. Khi thay đã cất khỏi đường cái rồi, thì hết thảy dân chúng đều đi qua theo Giô-áp đặng đuổi theo Sê-ba, con trai Biết-ri. Giô-áp đi khắp các chi phái Israel cho đến Aben Bet-ma-ca, và hết thảy những dõng sĩ đều nhóm hiệp lại và đi theo đạo quân người. Vậy họ đến vây phủ Sê-ba trong Aben Bet-ma-ca, đắp lên một cái lũy cao hơn đồn thành, và cả đạo quân Giô-áp đào tường thành đặng làm cho nó ngã xuống. Bây giờ có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu đồn thành la lên cùng chúng rằng: các ngươi hãy nghe, hãy nghe. Xin hãy nói cùng Giô-áp lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người. Khi Giô-áp đã lại gần, người nữ hỏi rằng: ông có phải Giô-áp chăng? Người đáp: phải, ta. Nàng tiếp: hãy nghe lời con đòi ông. Người đáp: ta nghe. Nàng bèn nói như lời này: thuở xưa người ta có thói quen nói rằng: hãy đi hỏi ý dân Aben rồi mới nên việc như thế. Trong Israel, thành chúng tôi là một thành hòa bình và trung hậu hơn hết, mà ông lại muốn diệt một thành là chính đô của Israel sao?
Nhân sao, ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Giô-áp đáp rằng, không, không phải vậy đâu. Ta quyết hẳn không muốn diệt, không muốn phá hủy. Đó chẳng phải là ý ta. Nhưng có một người ở núi Ê-phra-im tên là Sê-ba, con trai của Biết-ri, đã phản nghịch cùng vua, tức là David. Hãy nộp một mình hắn thôi, thì ta sẽ gian ra khỏi thành. Người nữ nói cùng Giô-áp rằng, người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông. Vậy, người nữ ấy đến trước mặt cả dân chúng và nói cho nghe lời ý luận khôn ngoan của nàng. Chúng chém đầu Sê-ba, con trai Biết-ri, rồi ném cho Giô-áp. Giô-áp bèn thổi kèn lên, đạo quân giang ra khỏi thành và tản đi. Ai nấy đều trở về nhà mình, còn Giô-áp trở về Jerusalem gần bên vua. Giô-áp tổng lãnh cả đạo binh của Israel. Benaya, con trai Jehoiada, làm đầu trưởng các người Kerethit và Phelethit. Adoram được bầu cử coi về thuế khóa. Josaphat, con trai Ahilud, làm thủ bộ. Sheya làm thư ký. Sadoc và Abitha làm thầy tế lễ. Còn Ira, người Jair-ơ, làm tể tướng thân mật của David. Chương 21. Về đời David, có một ách cơ cẩn trong 3 năm liên tiếp. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp cùng người rằng, sự này xảy đến vì cớ Saul và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Gabaon. Vua bèn truyền gọi dân Gabaon và nói chuyện với họ. Người Gabaon chẳng thuộc về dân sự Israel, nhưng họ là kẻ sống sót của dân Amorit. Dân Israel có thề hứa tha thứ họ. Do vậy, Saul vì lòng sốt sắng về dân Israel và Juda đã tìm cách trừ diệt họ. Ấy vậy, David hỏi dân Gabaon rằng, ta phải làm sao cho các ngươi, lấy vật gì mà chuộc tội, hầu cho các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Dân Gabaon tâu cùng vua rằng, chúng tôi đối cùng Saul và nhà người chẳng đòi bạc hay vàng, chúng tôi cũng chẳng có phép giết người nào trong Israel. David tiếp, vậy các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi? Họ đáp cùng vua rằng, người ấy có diệt trừ chúng tôi, người có toan mưu làm cho chúng tôi biến mất khỏi cả địa phận Israel. Thế thì hãy phó cho chúng tôi 7 người trong những con trai người, chúng tôi sẽ treo chúng nó trước mặt Đức Giê-hô-va ở Gibea, thành của Saul là người được Đức Giê-hô-va chọn. Vua đáp, ta sẽ phó chúng nó cho. David dung thứ Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu của Saul, vì cớ lời thề David và Jonathan, con trai của Saul, đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua bắt Acmoni và Mephibosheth, hai con trai của Ritba, con gái của Aia, đã sinh cho Saul, và 5 con trai của Mikan, con gái Saul, đã sinh cho Acrien, con trai của Barzillai ở Mehola, mà giao cho dân Gabaon. Chúng treo họ lên trên núi tại trước mặt Đức Giê-hô-va. 7 người ấy đều bị chết chung với nhau. Người ta giết họ nhằm mấy ngày đầu mùa gặt lúa mạch. Ritba, con gái Aia, bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường mình. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trên trời sa xuống trên thây chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu ở trên thây, và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần. Có người học lại cho David sự Ritba, con gái Aia, hầu của Saul đã làm. Vua bèn đi đến dân sự Gia-be trong xứ Gala-át, lấy hài cốt của Saul và của Jonathan, con trai Saul, mà dân ấy lấy trộm khỏi Bết-san, là nơi dân Philistin treo họ lên trong ngày chúng nó đánh bại Saul tại Gilboa. Vậy, từ Gia-be, vua đem lại hài cốt của Saul và của Jonathan, con trai người. Người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo, chôn nó với hài cốt của Saul và Jonathan, con trai người, trong mộ của Kích, cha của Saul, ở Sê-la, tại địa phận Benjamin. Người ta làm mọi điều y như vua đã dặn biểu. Về sau, Đức Chúa Trời mới đoái thương đến xứ.
dân Israel lại còn tranh chiến khác với dân Philippines. David và các tôi tớ người kéo xuống giáp chiến với dân Philippines. David biết trong mình mỏi mệt lắm. Bây giờ Isbi-Benob, con cháu của Rapha, có một cây lao nặng 300 siếc lơ đồng và đeo gươm mới, toàn đánh giết David. Nhưng Abishai, con trai Seruya, đến tiếp cứu vua, đánh người Philippines ấy và giết đi. Từ đó, các thủ hạ của David nài xin người rằng: vua chớ ra trận cùng chúng tôi nữa, e ngọn đuốc Israel phải tắt chăng. Sau sự đó, lại có một trận khác cùng dân Philippines tại Góp. Ở đó, Sibekai, người Husa, giết Sáp là con cháu của Rapha. Tại Góp, lại còn có một trận với dân Philippines nữa. Enchanan, con trai Yaare Oregim ở Bethlehem, đánh giết Goliath ở Gát. Người có một cây lao, cán như ống trục của thợ dệt. Cũng xảy ra một trận tại Gát, là nơi có một người cao lớn thuộc về dòng Rapha. Người có 6 ngón nơi hai bàn tay và 6 ngón nơi hai bàn chân, cộng là 24 ngón. Người này sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai Shimea, cháu David, giết hắn đi. 4 người Philippines này đã sinh tại Gát, về dòng dõi Rapha, đều bị giết bởi tay David và bởi tay các đầy tớ người. Chương 22. Khi Đức Giê-hô-va đã giải cứu David khỏi tay các thù nghịch và khỏi tay Sau Lơ, thì người hát các lời này mà ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chững cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đáng khen ngợi, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi. Các lượng sóng của tử vong đã phủ bao tôi, luộc gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây của địa ngục đã vấn tôi, lưới sự chết có hãm bắt tôi. Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền, Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ đất động và rung, nên các tầng trời cũng lay chuyển, nó rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, và từ miệng Ngài phát ra ngọn lửa hực. Ngài khiến than hừng đỏ phun ra, làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống. Dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi một cherubin và bay, Ngài hiện ra trên cánh của gió. Ngài bủa sự tối tăm, những vùng nước, những mây đen mịt chung quanh mình như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, những than hực chiếu sáng ra. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho tiếng Ngài vang rân. Ngài bắn tên, làm cho quân thù tôi tản lạc, phát chớp nhoáng khiến chúng nó lạc đường. Bởi lời hăm he của Đức Giê-hô-va, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch cường bạo, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày hoạn nạn, chúng nó đến xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi, vì tôi có giữ theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài và giữ lấy mình khỏi gian ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự tinh sạch tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn,
Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ tinh sạch, Chúa sẽ tỏ mình tinh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng mắt Chúa coi chừng kẻ kiêu căng, đặng làm chúng nó bị hạ xuống. Đức Giê-hô-va ơi, thật, Ngài làm ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài, tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi vừa khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va là tin tưởng. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Vậy, trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta? Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chính đáng. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi chiến trận, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa đã ban sự chứng cứu cho tôi làm cái khiên, và sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, và chân tôi không xiêu tó. Tôi đuổi theo kẻ thù nghịch tôi và hủy diệt nó, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi trừ tiệt, đâm lũng chúng nó, không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức mạnh để chiến trận, và khiến kẻ dế nghịch cùng tôi xếp rệp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, hầu cho tôi diệt những kẻ ghét tôi. Chúng nó trông ngóng, nhưng chẳng ai cứu cho. Chúng nó kêu cùng Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đập dập chúng nó khác nào bụi dưới đất, chà nát, dày đạp chúng nó giống như bùn ngoài đường. Chúa đã giải cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự tôi, gìn giữ tôi để làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ phục sự tôi. Các người ngoại quốc sẽ phục dưới tôi. Vừa nghe nói về tôi, chúng nó đều vâng theo tôi. Các người ngoại quốc sẽ tàn mọt, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá lớn tôi. Nguyện Đức Chúa Trời là hòn đá của sự chứng cứu tôi được tôn cao. Tức là Đức Chúa Trời báo thù cho tôi, khiến các dân tộc quy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dế nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ khen ngợi Ngài tại giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua của Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Chương 13. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng: Xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng: Hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối. Những sự ấy phải xảy đến nhưng chưa là cuối cùng. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Còn các ngươi phải giữ mình. Họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án. Các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ.
nhưng trước hết, tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Và khi họ điều các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó hãy nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Bây giờ anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập, ai đọc phải để ý. Bây giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình. Trong những ngày đó khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. Vì trong những ngày ấy có tai nạn đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy thì không có sinh vật nào được cứu. Song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. Khi ấy dầu có ai bảo các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là Ngài ở đó thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu lạ phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa. Các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống và thế lực các tầng trời sẽ rúng động. Bây giờ, người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lộc thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần, ở nơi cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. E cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức. Thi Thiên 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt, phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉnh lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng.
ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.